Thằng Văn Tinh nó hỏi là mình áp dụng cái mà tính tình đó, người đàn ông mạnh mẽ vào cái vấn đề mà đầu tư đó như thế nào đó không? Thì đó là anh nói cái quan trọng nhất mà tụi em làm đó không? Trong mình áp dụng cái lực người đàn ông mạnh mẽ đó, là cái thứ năm đó là mình sử dụng cái thông tin nó chính xác rõ ràng, nó rất là quan trọng. Ok, tại tại sao như tụi em học cái công thức đầu tư tiền mã hóa của anh đó không? Tại sao đây là cái phiên bản thứ ba vậy? Tại sao vậy? Tại vì là thị trường từng mùa nó thay đổi rồi, cái nhóm của anh Tài biết được cái trở ngại xong anh Tài giải quyết từ từ rồi anh Đúng Tài rồi, cập nhật. mấy mấy cái trở ngại gì lớn mà tụi anh nó giải quyết được đó không, thì đó là tụi anh cập nhật. Ok, thì đó là để gì, để cho tụi em có cái thông tin nó chính xác rõ ràng nhất. Ok, Về em có một câu chuyện mà muốn chia sẻ cho các bạn mới mà theo dõi kênh của anh Tài á, là người mới nên đầu tư cái gì cho nó chính xác hoặc theo dõi ai á. Thế là kinh nghiệm của em khi mà em tìm hiểu được cũng như học được anh Tài á, thì em muốn kể lại để mọi người mới như em á có cái rút kinh nghiệm. Là trước khi mà học anh Tài á thì em cũng theo dõi anh Tài ở trên mạng từ năm 2019. Và một trong thì em thấy anh Tài lúc nào cũng nhắn ở trên Twitter cũng như là tất cả các nơi ấy, trên YouTube luôn là bây giờ Mùa Châu đừng có mua ăn to gì hết, có mua thì chỉ mua Bitcoin dưới 50.000 thôi. Thì em lúc đó là chưa chưa đăng ký học anh Tài, thì em lúc đó cái suy nghĩ của em là nghĩ là ta là thằng khôn á, ta sẽ đi mượn 3.000 đô la để ta mua Bitcoin ở giá 50.000, đến giờ Bitcoin mà lên được 100.000 ấy thì ta sẽ có 3.000 để đi học anh Tài. Và lúc đó em lấy 3.000 đô, em có nhắn tin cho anh Tài là em sẽ lấy 3.000 đô để em học hay là em mua Bitcoin á. Thì cuối cùng là em đã quyết định lấy 3.000 đô mua Bitcoin ở mức giá là 48.000 đô. Và em chưa học anh Tài. Sau đó là lúc anh Tài là cái khóa học của anh Tài còn có 1.000, 2.000 đô á, thì em lên mạng em thấy. Thì lúc lúc đó em quyết định lần thứ hai là bây giờ em sẽ đi mượn tiền để học anh Tài, vì là kiến thức nó quan trọng hơn là những gì mình kiếm được. Tại vì em nghĩ là sau này vốn mình sẽ lên thì em phải đầu tư kiến thức này từ bây giờ, và em mượn tiền để học anh Tài. Sau khi học cái khóa học đó xong á thì em mới thấy được là cái việc làm trước đó là nó lại vì nó không có hệ thống, cũng không có tư duy, không biết gì hết á. Em nhắm mắt em mua lại. Đúng rồi, chẳng mắt mua đại là các bác kêu bằng là cờ bạc. Ok. và sau sau cái mùa châu đó đi qua là cái đỉnh mùa gấu nó bắt đầu nó sập ăn, thì lúc đấy em mới cảm nhận rõ được cái câu nói của anh Tài là không mua ăn coi trong mùa gấu. Tại vì là sau khi mua Bitcoin trong đó thì cái lúc đỉnh điểm Bitcoin mà cái giá em mua nó sập xuống á, thì lúc mà sập sâu nhất là âm tới 67%, thì đối với em á, số tiền nhỏ nhưng mà tính theo phần trăm danh mục thì nó rất là đau đớn. Tại tại vì em nghĩ coi là em có 10 tỷ đi hay là em có 100 tỷ đi, em cầm nổi không? Tôi nổi đâu. Không nổi anh. Không, không cách nào mà em có 10 tỷ á, mà nó sập á 80% gì mà em không có đau đớn hết trơn á. Nó rất là đau đớn. Cái chứ lúc lúc mà em mua ở giá 50.000 á, là trong tinh thần em nghĩ đơn giản thôi là xuống xuống 15 xuống 25.000 á thì mình cũng mất khoảng 40 triệu thôi. Đâu nó cũng mình có thể kiếm lại được á, nhưng mà đến lúc cái điều đó nó xảy ra thì cái cảm xúc của mình á nó không không còn như lúc bình thường nữa. Tôi thấy là bà bảy nói cho em ngoài bông là đừng nhảy vô cái gì mà mình không biết đó bông, hay là mình không có hệ thống không có, hay là không có người hướng dẫn đó bông, mình nên là không có nên làm gì. Bởi mà cái đứa mà nó mới hỏi em vụ mà mình xài mấy cái lực đàn ông mạnh mẽ đó bông để làm sao để mình đầu tư đó, thì đó là mình xài mấy cái lực đàn ông mạnh mẽ mà anh chia sẻ với tụi em đó, là cái lực thứ năm đó là mình quý trọng đó, sử dụng cái thông tin nó chính xác rõ ràng. Đúng, nó phải có toán, nó phải có logic, chứ ngoài cái đó mình không có mình tâm gì chứ. Thằng ok, cũng cảm ơn em chia sẻ cái vấn đề đó. Cho anh không muốn là tụi em sai lầm cái vấn đề đó. Ok. Mà nhớ nha, trong cái mùa đó bông anh nói rằng là mình không có mua cái gì hết á. Không, chứ đừng, bà con đừng nghĩ rằng là anh nói là mình chỉ mua Bitcoin, anh nói không có mua cái gì hết, tại vì mùa châu mình không có mua gì hết á. Mà lỡ mà tụi cứng đầu á, tụi cứng đầu xong tụi không nghe lời đó thì mình chỉ mua cái thằng Bitcoin thôi. Thì á là cũng anh nói lỡ mà em cứng đầu đó không chịu nghe lời đó thì em chỉ mua cái Bitcoin à,
Thì cái cú mà nói như là cái đó là anh khuyên tụi em mua Bitcoin không? Không. Không, anh không khuyên mua cái gì chứ, tại vì tại sao? Tại vì là nó rất quá rủi ro, với lại anh Tài nói như vậy để cho những người như em nó không muốn muốn mua cái gì, mua Bitcoin cho nó đỡ rủi ro nhất thôi. Ok là không, anh khuyên là tụi em chỉ, nếu mà tụi em cứng đầu, tụi em không chịu nghe lời đó, thì tụi em chỉ mua Bitcoin nè. Chứ không phải là anh kêu tụi em mua, anh nói là không có mua gì hết á. Tại sao vậy? Tại có cái mùa trâu, liệu bây giờ là mùa gì? Mùa gấu. Mùa gấu. Ok, thì á là cái mùa nào mình trồng cây, mùa nào mình bỏ cái hộp xuống dưới đất, cái mùa nào? Mùa gấu này mình bắt đầu mình đi theo. Đúng rồi, là mình bỏ, mình trồng cây cũng là mùa gấu. Xong lúc mà tới cái mùa trâu đó, cái cây nó mọc lên nữa, lúc đó mình hái trái cây mình ăn. Với cái sai lầm mà của em, nhưng mà em cứng đầu em không biết em mua lại á. Cái vấn đề gặp phải đó là bị kẹp vốn giống như anh Tài nó. Tức là vốn mình đã dồn hết rồi. Bây giờ mùa trâu mình muốn có đàn mình mua tiếp á, thì mình cũng phải đi tiết kiệm, mình làm từ từ mình mới mua lại được. Đó là cái thứ hai mà em gặp lại khi mày làm sai đó. Ok, thế mà trong cái mà chỉ số mà tài phu 80-20 đó, là cái 20 là cái gì? 20 là cái đạn. Ừ, là cái vốn đó, và lúc nào mình cũng giữ vốn hết trơn á. Tại mình không biết là cái thị trường nó xảy ra làm sao, lúc nào mình phải còn đó, có vốn hết trơn á. Ở Việt Nam mình có cái tư duy nghèo mạt á, nó tức là quay vòng vốn đó, thấy không? Nó quay lòng vòng nguồn vốn đó không? Thì cái đó là cái tư duy nghèo mạt, có chỉ mấy người nghèo người ta mới suy nghĩ như thế. Chứ không có ai mà có tiền á, đúng không? Thật tình ta biết làm tiền nữa không? Mà người ta suy nghĩ cái nghèo mạt nghĩ chừng á. Ok, bởi đừng có làm cái vấn đề đó. Lúc nào mình cũng phải giữ vốn đó. Để tại mình, cái cơ hội đó nó quan trọng hơn rồi, cái vốn. Ok, cái cơ hội đó nó quan trọng hơn rồi, là cái vốn. Ok.